ngôi vị quán quân đối với con thì không có quan trọng. Tại vì từ đầu chương trình con tham gia là con không có nghĩ xa là con được vô vòng chung kết. Đã bao năm rồi, ba năm đứng trong con. Sớm hôm sau nghe hàng cao của theo niềm đau. Và con muốn hát bài này vào đêm cuối của chương trình Việt Nam Idol Kids. Sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường thì vẫn làm đúng nhiệm vụ của mình, đó là mang cảm xúc đến với khán giả. Nó có nhiều cái thử thách cho Hồ Văn Cường, nhất là những cái hạn chế của Cường về mặt lấy hơi cũng như cái về cái việc mà xử lý bài hát. Nhưng mà với cái sự trợ giúp rất là nhiều từ cô Uyên cũng như là Tiên có hướng dẫn thêm, thì hy vọng là Cường sẽ đẩy được gọi là cảm xúc của tất cả khán giả đến tột cùng. Và đây cũng là lần cuối cùng con được hát chung với mấy bạn. Đối với con là chỉ được đứng trên sân khấu hát thôi. Thì con có một quyết tâm, đó là hát cho thật hay để khẳng định dòng nhạc con theo đuổi và để không phụ lòng khán giả đã ủng hộ con suốt thời gian qua.
sự lúc này Thảo My cũng cảm thấy rất cảm động về sự kết hợp này. Một lần nữa xin cảm ơn phần hỗ trợ của nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu. Bà ơi, bà có thể lại đây với con được không ạ? Có lẽ quý vị đã nhận ra thì đây là người nghệ sĩ đã gắn liền với tuổi thơ của chúng ta qua những vai diễn của bà. Và bà ơi, đây không phải là lần đầu tiên bà đóng vai bà Năm đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay thì bà lại đứng ở trên sân khấu cùng với Hồ Văn Cường. Thì con không biết là cảm xúc của bà hiện tại như thế nào ạ? Trước hết xin Phi Điểu xin chào tất cả quý vị khán giả. MC có hỏi có phải lần này là lần đầu tiên mà Phi Điểu minh họa cho cái bài này hay không? Có lẽ là lần thứ hai rồi. Mà lần thứ nhất á là Phi Điểu minh họa cho Phi Nhung. Và lúc đó thì Phi Nhung là một cái nhân vật lớn tuổi hơn bé Hồ Văn Cường. Nhưng mà cảm xúc thì Phi Điểu không thấy nó không có cái gì khác nhau. Mà càng ngày nó càng nâng lên vì qua cái giọng hát của cháu Văn Cường, nó làm cho Phi Điểu cái cảm xúc vẫn cứ như xưa. Và có thể là nó còn sâu lắng hơn, là vì đối với một cái bé như thế này, nó có một cái giọng rất là dễ thương, ngọt ngào, nhân ca. Nó gần gũi, nó gợi cảm xúc mình gần với bà con xóm làng ở thôn quê của mình. Thì cái đó là cái điều nó giúp cho Phi Điểu diễn xuất với Văn Cường vẫn cứ đậm đặc và vẫn cứ thấy nó hay như thế nào. Cái này thì do khán giả em. Xin cảm ơn. Bà ơi, con xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bà vì ngày hôm nay bà đã có mặt ở đây để hỗ trợ cho phần trình diễn của Hồ Văn Cường. Và bây giờ thì Cường hãy ôm bà một cái để cảm ơn bà. Tôi cảm ơn bà rất nhiều ạ. Và bây giờ thì Hồ Văn Cường hãy cùng chị Thảo My lắng nghe những lời nhận xét từ phía ba vị giám khảo. Xin mời giám khảo Isaac. Chú thực sự á, chú không hiểu tại sao con hát như vậy mà cũng có người nói con không xứng đáng vào vòng chung kết. Chú thực sự không hiểu tại sao luôn. Nhiều khi chú tức lắm, tại vì chú rất ít khi trả lời comment trên Facebook, tại vì chú rất là bận. Nhưng mà có những cái comment, khi mà comment vào post của chú nói là Cường không xứng đáng, chú rất là tức, chú phải nhảy vô chú cãi nhau luôn. Anh đừng cãi. Tụi mình lúc nào cũng sẽ gặp những ý kiến trái chiều, ngay thậm chí tụi mình cũng không phải tại vì anh tức cho Cường, bởi vì con là một cậu bé có một giọng hát rất hay và nó tình cảm. Cái điều này không phải ai cũng có, không phải mình hát cứ nhiều màu mới là hay, mà quan trọng là mình hát được một màu mà hát cho tới, cái đó không phải ai cũng làm được, con hiểu không? Cho nên là chú rất trân trọng những người như con. Tại vì á thực sự mà nói là dạo gần đây á mọi người đã quên đi cái giọng nhạc dân ca rồi, và Phương Mỹ Chi và ngày hôm nay là con lại là cái người đem cái dòng nhạc dân ca đến gần hơn nữa quý vị khán giả. Con giống như con làm sống lại cả một cái dòng nhạc mà tất cả mọi người gần như đã lãng quên, bởi vì người ta nghe rất là nhiều những dòng nhạc khác nhau. Và ngày hôm nay con thực sự phải nói là con là một người công rất lớn, và con rất xứng đáng được vào chung kết Vietnam Idol Kids. Dạ, con cảm ơn chú. Xin cảm ơn giám khảo Isaac. Xin mời giám khảo Văn Mai Hương. Ngày hôm nay cô lại bị cảm xúc quá. Lúc mà khi mà con ngay từ đầu mà con đứng trong đó, con cất tiếng hát lên, cô dùng mình. Chưa bao giờ cô có cái cảm giác mà điện chạy từ phía bên này qua bên này. Cô đã phải đứng lên và cô bộc lộ cái cảm xúc của cô. Tại vì thực ra đối với một cái bạn nhỏ như con á, khi mà cất tiếng hát lên như vậy mà gọi là làm một người lớn mà rụng rời hết cả người, nó rất là khó con ạ. Con hát mà mọi thứ nó cứ làm mọi người quặn hết cả lòng á. Mọi thứ khuyết điểm của con bỏ qua hết. Cái cảm xúc mới là quan trọng con ạ. Bởi vì có người học cả đời không bao giờ có cái đó. Mà cái đó là cái con có. Con hoàn toàn xứng đáng được vào chung kết ngày hôm nay. Dạ, con cảm ơn cô. Xin cảm ơn giám khảo Vân Mai Hương. Xin mời giám khảo Tóc Tiên. Cho cô tiếp lời chú Isaac hồi nãy. Chú Isaac nói là cảm thấy tức vì mọi người bảo con không xứng đáng. Thì thật sự là cả ba chúng mình ngay từ đầu cũng đều có những ý kiến là không xứng đáng ngồi ghế ban giám khảo. Nhưng đừng lo, mình cứ im lặng. Mình phải nhìn họ và mình nói rằng là hãy để thời gian trả lời. Và rõ ràng sau 3 tháng Hồ Văn Cường hoàn toàn đứng đây tỏa sáng, khác xa hình ảnh mà cô thấy lúc mà ở trong vòng audition. Con thực sự khiến cô gọi là không biết phải nói gì hơn. Nhưng mà phải công nhận rằng ngày hôm nay cho phép Tóc Tiên được thay mặt ban giám khảo xin lỗi lời cảm ơn rất lớn, rất chân thành đến gọi là má Phi Điểu đã hỗ trợ cực kỳ tuyệt vời để đẩy hết cảm xúc
của bài bà Năm lên trọn vẹn nhất. Nghe từ câu đầu cô nghe con hát, cô thấy Má Phi Điểu diễn mặt ngơ ngác khi mà trông đợi người con của mình, là cô đã không thể nào kìm được nước mắt của mình rồi. Và cô tin rằng là có một cái điều mà khi mà Tiên hỏi Hồ Văn Cường là sau cuộc thi này con sẽ làm gì, mọi người có biết Hồ Văn Cường trả lời sao không? Con sẽ đi học. Con sẽ đi học trở lại. Và đó là cái mà cô cần. Hãy để thời gian trả lời nhé. Cảm ơn con. Xin cảm ơn những lời nhận xét từ phía ba vị giám khảo dành cho Hồ Văn Cường. Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập fanpage chính thức của chương trình www.facebook.com/thần tượng âm nhạc nhí.